Arsenal đánh bại Tottenham nhờ bài phạt góc sở trường 2 tối 15 tháng 9. Arsenal đã đánh bại Tottenham 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, Premier League. Những cổ động viên theo dõi trận derby London giữa Arsenal và Tottenham đã thực sự bị bóp nghẹt trong sự căng thẳng quyết liệt. Mỗi đội chơi tốt một giai đoạn ở trận đấu này. Tottenham khởi đầu hai hiệp đấu hứng khởi và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể tận dụng thành công. Arsenal chơi tốt giữa hiệp về cuối. Pháo thủ cho thấy chất lượng cầu thủ vượt trội và các miếng đánh sắc sảo hơn. Nhưng Arsenal cũng không dễ khuất phục hàng thủ Tottenham được tổ chức tốt. Thay vì bàn thắng, trận đấu khiến các cổ động viên cảm thấy nghẹt thở bởi những pha va chạm liên tục. Hai đội gần như không có không gian để xử lý bóng. Phút 64, Arsenal được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Từ quả treo bóng của đồng đội, Gabriel Magalhaes bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Ăn bàn từ phạt góc là sở trường của Arsenal. Họ có một đội ngũ trợ lý để phục vụ cho những tình huống thế này. Arsenal đã khai thác lỗ hổng trong pha phối hợp giữa thủ môn và trung vệ Tottenham để ghi bàn. Các cầu thủ to cao của Arsenal đã nhảy lên chắn tầm bật cao của thủ môn Tottenham. Gabriel Magalhaes đã đẩy nhẹ khiến Cristiano Romero không thể bật cao trước khi đánh đầu ghi bàn. Gabriel Magalhaes đã ghi khá nhiều bàn cho Arsenal từ những tình huống cố định mùa trước. Và anh tiếp tục tỏa sáng giúp Arsenal chọc thủng lưới Tottenham, một đội bóng chơi phòng ngự bóng bổng khá dở. Chung cuộc, Arsenal đánh bại Tottenham 1-0 và chứng tỏ bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Hiệp 1 trận đấu bắt đầu, Arsenal là đội giao bóng trước. Phút thứ 5 sâu lơn ke chọc khe cho Son Heung-min thoát xuống. Cầu thủ người Hàn Quốc căng ngang vào trong cho Dejan Kulusevski bắt xuống dứt điểm. Tuy nhiên bóng chưa đủ hiểm để đánh bại Rayer. Phút thứ 7 Rayer cứu thua. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, một cầu thủ Tottenham băng vào giật gót điệu nghệ buộc Rayer bay người cứu thua. Phút thứ 15 không VAR. Từ cánh trái Gabriel Martinelli thực hiện quả tạt bóng cho Kai Havertz bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn Guglielmo Vicario. Phút thứ 18 không VAR. Gabriel Martinelli thoát xuống bên cánh trái và có cơ hội đối mặt với thủ môn Tottenham. Tuy nhiên, Gabriel Martinelli lại cứa lòng quá nhẹ và bị thủ môn Guglielmo Vicario bắt gọn. Phút thứ 28 Maddison thực hiện đường truyền như đặt để sâu lơn ke đánh đầu. Bóng đi về góc xa nhưng lại chạch cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 35 trận đấu đang diễn ra thực sự rất nóng. Các cầu thủ tranh chấp quyết liệt và liên tục có những va chạm không cần thiết. Hiệp 1 trận đấu có 3 phút bù giờ. Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Phút thứ 49 Tottenham có 2 quả đánh đầu nguy hiểm. Pha dứt điểm bằng đầu tiên của sâu lơn ke bị hậu vệ Arsenal cản phá. Sau đó, đến lượt cú đánh đầu của Van de Ven bị thủ môn Ray ôm gọn. Phút 65 từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Gabriel Magalhaes bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal. Những phút vừa qua, Tottenham cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng họ tỏ ra khá bế tắc. Hiệp 2 trận đấu có 5 phút bù giờ. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal.